Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn thượng đỉnh kinh doanh GMS6 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ Việt Nam đang có ý định cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20 tới 22% xuống còn 15 tới 17% để trở thành một trong những môi trường cạnh tranh và thuận lợi nhất trong các nước ASEAN. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng 14 bậc lên mức 68 trên 190. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF cũng tăng xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam lên 5 bậc với vị trí 55 trên 137. Bên cạnh đó, chỉ số đổi mới sáng tạo cũng tăng 12 bậc lên 47 trên 127. Hiện tại, Việt Nam đã có 25.000 dự án đầu tư nước ngoài FDI đang hoạt động với số vốn đầu tư đạt trên 320 tỷ đô la Mỹ. Để thu hút thêm sự đầu tư, Việt Nam đang nỗ lực để trở thành một trong những môi trường cạnh tranh và thuận lợi nhất trong khu vực các nước ASEAN. Do đó, chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20 tới 22% xuống còn 15 tới 17% trong năm 2018. Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với khu vực GMS và COV, đồng thời xác định trọng tâm trong năm 2018-2019 là ký kết phê chuẩn đưa vào hiệu lực hai hiệp định thương mại tự do CPTPP và hiệp định EVFTA Việt Nam-EU.